Ôi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một ngôi chùa nằm ở An Sơn. Chùa này có tên là chùa Niệm Phật. Giờ mình với các bạn sẽ cùng đi vào chùa. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một ngôi chùa có tên là chùa An Sơn. Chùa ở An Sơn nhưng tên là chùa Niệm Phật. Đây là cái đường đi vô chùa. Nắng quá nè, trời. Chùa là ở 146 ấp Phú Hưng, xã An Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chùa Niệm Phật. Thì đi vô chùa nha. Đây có tượng Phật A Di Đà rất là to, một pho tượng, hai pho tượng, ba pho tượng. Đây là chùa chính. Đây là mặt tiền của chùa. Chùa này có 3 tầng, rất là đẹp. Đây, góc nhìn này là từ mé sông nhìn lên. Tại chùa này ở An Sơn nên nằm cặp mé sông, rất yên tĩnh. Đất ở An Sơn giờ nó đang có giá đó. Có cây dừa quá trời trái. Rồi nhìn từ xa rất là đẹp, rất là cổ kính. Xíu nữa mình sẽ dẫn các bạn đi xuống cái chỗ mà nghề gầm đồ, người ta hay phóng sinh thả cá rồi đó. Giờ mình đi nha. Nhìn xuống chỗ mé sông, chỗ cái cầu mà người ta hay phóng sinh.
chỗ này người ta hay phóng sinh thả cá. Bữa thấy cá nổi nhiều lắm, bên đây không thấy. Đây là phía bên trái của ngôi chùa. Mình đâu có cái chỗ gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.